hơn 7.900 ca mắc mới Covid-19, Bộ trưởng Y tế quan ngại dịch tăng trở lại. Số ca F0 trong khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tăng liên tục trong 3 tuần qua. Xuyên đêm xét nghiệm hơn 600 công nhân may tại Thái Bình để khoanh vùng dập dịch. Sáng 11 tháng 11, hàng loạt tỉnh F0 cộng đồng dịch ở đồng bằng sông Cửu Long căng như dây đàn. dịch Covid-19 căng thẳng, hàng loạt bệnh viện giã chiến được kích hoạt. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức Covid-19 mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những tin tức mới nhất gửi đến quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua, cả nước ghi nhận gần 8.000 ca mắc Covid-19 mới với 3.999 ca cộng đồng. Bộ trưởng Y tế bày tỏ quan ngại khi dịch có dấu hiệu tăng trở lại ở một số địa phương, nhiều người có tâm lý chủ quan. Tính từ 16 giờ ngày 9 tháng 11 đến 16 giờ ngày 10 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 7.930 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 7.918 ca ghi nhận trong nước, giảm 211 ca so với ngày trước đó. Tại 59 tỉnh thành phố có 3.999 ca trong cộng đồng. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 7.596 ca trên một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 992.735 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 10.076 ca nhiễm. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 69 ca trên một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.765 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. Ngày 10 tháng 11 trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội, Bộ trưởng Y tế bày tỏ quan ngại khi dịch có dấu hiệu tăng trở lại ở một số địa phương. Chính phủ Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường chống dịch từ giờ đến cuối năm, dịch diễn biến phức tạp xuất hiện tâm lý chủ quan, một số người dân không áp dụng khuyến cáo 5K, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói, theo ông Long, dịch từ nay đến cuối năm diễn biến rất phức tạp do một số nguyên nhân như thời tiết lạnh miền Bắc, Tết đến tập trung đông người, người dân chủ quan, lưu ý các địa phương hết sức quan tâm chống dịch từ nay đến cuối năm 2022 tăng phủ vaccine để giảm mắc giảm tử vong. Bộ trưởng Y tế cũng cho rằng dự báo với COVID-19 hết sức khó khăn. Các nước hầu hết chưa có dự báo mang tính dài hạn. WHO đưa khuyến cáo chung dịch bệnh không thể kết thúc năm 2022. Hy vọng năm 2023, COVID-19 trở thành bệnh theo mùa. Đây là đại dịch chưa từng có trong tiền lệ, biến chủng liên tục, chủng gốc tốc độ lây vừa phải, biến chủng Delta lây lan nhanh. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Và chiều mùng 10 tháng 11, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác thành phố đã thăm, khảo sát thực tế công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ đang hoạt động trong khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Thủ Đức. Báo cáo tại buổi làm việc, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Nguyễn Anh Thay cho biết, Đến nay, các doanh nghiệp khu công nghệ cao ghi nhận 2.547 ca nhiễm, bao gồm các ca phát sinh tại doanh nghiệp và ngoài doanh nghiệp. Trong đó, hơn 1.000 ca nhiễm là của công ty trách nhiệm hữu hạn Nidex Senkyo phát sinh giai đoạn đầu tháng 7 năm 2021. Riêng giai đoạn từ ngày 1 tháng 10 đến nay có 774 ca nhiễm, trong đó số ca phát sinh tại nhà máy là 533 ca, Đáng chú ý số doanh nghiệp có cả F0 và số lượng F0 liên tục tăng trong 3 tuần gần nhất, tương ứng với 11 doanh nghiệp, 99 ca, 14 doanh nghiệp, 142 ca và 19 doanh nghiệp, 235 ca. Số ca mắc COVID-19 bắt đầu tăng từ giữa tháng 10 cùng với việc mở rộng quy mô sử dụng lao động của các doanh nghiệp, ông Thi cho hay. Ông Thi không tin khu công nghệ cao đã đưa vào vận hành khu cách ly tạm dành cho F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ với quy mô 100 giường trong giai đoạn đầu và có thể mở rộng trong quy mô lên 200 giường. Đây là mô hình đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Cùng với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi và mở rộng quy mô khá nhanh, dự kiến đến cuối tháng 11 năm 2021, toàn bộ doanh nghiệp sẽ khôi phục hoạt động. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ vững thế mạnh sau 18 năm hình thành và phát triển, nhất là trong giai đoạn thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19 đã chấp hành tốt các hướng dẫn quy định về phòng chống dịch, duy trì sản xuất. Trong giai đoạn hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh xác định việc chăm sóc các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có đóng góp lớn chính là công tác xúc tiến đầu tư có ý nghĩa nhất. Ông nên đánh giá cao vì các doanh nghiệp chi trả 70% lương cho người lao động trong thời gian dừng hoạt động. Bao gồm cả những lao động đã về quê bởi việc này không chỉ đảm bảo vấn đề an sinh xã hội mà còn giúp người lao động an tâm ở lại thành phố, tạo niềm tin cho những người đã về quê quay lại làm việc. Bên cạnh đó, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cũng chủ động ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở dữ liệu để kiểm soát rủi ro dịch COVID-19 đánh giá việc hình thành cơ sở cách ly tập trung cho người lao động mắc COVID-19 là điểm sáng của khu công nghệ cao. Ông nên đề nghị Sở Y tế tập trung hỗ trợ các vấn đề ban đầu của khu cách ly, trong đó sớm bổ sung các loại thuốc điều trị COVID-19 và các bệnh khác. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, từ tối qua mùng 10 tháng 11, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, Nguyễn Khắc Thận, đã trực tiếp có mặt chỉ đạo ngành y tế Thái Bình xuyên đêm xét nghiệm đối với hơn 600 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ may mặc Spectra Việt Nam ở xóm 4, xã Vũ Đoài, Vũ Thư. Sau khi tại doanh nghiệp này xuất hiện hai công nhân dương tính với SARS-CoV-2. Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Thái Bình cho biết, chiều ngày 10 tháng 11, đơn vị này thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 5 trường hợp nguy cơ cao đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Spectra Việt Nam, xóm 4, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, Kết quả đã xác định hai mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra dịch tễ, đây là hai trong số 28 công nhân quê tại tỉnh Nam Định sang làm việc tại công ty này từ ngày 29 tháng 10 đến nay. Sau khi tiếp nhận thông tin trên tối qua, ngày 10 tháng 11, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đã trực tiếp đến doanh nghiệp để kiểm tra, chỉ đạo dập dịch tại đây. Ông Thận yêu cầu huyện Vũ Thư, xã Vũ Đoài khẩn trương thực hiện truy vết ra soát để nắm rõ địa chỉ của từng công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp có cả F0 thông báo đến các địa phương trong huyện, từ đó các xã chủ động thông báo đến từng gia đình có người thân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Spectre Việt Nam, tự giác chấp hành chỉ đạo, thông báo của chính quyền địa phương, thực hiện quản lý chặt chẽ 28 công nhân từ tỉnh Nam Định và công nhân là người xã Vũ Đoài đang làm việc tại doanh nghiệp phục vụ công tác truy vết, xác định nguồn lây. Tiến hành thông báo với phía Nam Định để phối hợp truy vết các trường hợp liên quan đến hai công nhân mắc COVID-19. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo khoanh vùng phun thuốc khử trùng, giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ may mặc Spectri Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương và ngành y tế, lưu giữ toàn bộ hơn 600 công nhân ở lại công ty và lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ số công nhân này ngay trong đêm ngày 10 tháng 11. Cũng trong tối và đêm qua, Ủy ban Nhân dân xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư đã khẩn trương lập một số chốt kiểm soát người ra vào xã, yêu cầu thân nhân của công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Spetri Việt Nam tạm thời hạn chế đi lại, tự theo dõi y tế tại nhà, yêu cầu doanh nghiệp phải chuẩn bị gấp đầy đủ điều kiện ăn ở tạm thời cho toàn bộ công nhân phải ở lại công ty. Đến sáng nay, ngày 10 tháng 11, thông tin từ CDC Thái Bình cho biết, việc lấy mẫu đã cơ bản hoàn thành. CDC Thái Bình đang khẩn trương tiến hành xét nghiệm truy tìm các trường hợp lây nhiễm để khoanh vùng dập dịch. Thưa quý vị, cập nhật ca mắc sáng ngày 11 tháng 11 cho thấy rất nhiều tỉnh ghi nhận F0 cộng đồng, trong đó Cần Thơ lập kỷ lục F0 mới với 579 ca. Trong khi đó An Giang có 597 F0 nhưng có tới 263 ca cộng đồng. Chiều ngày 10 tháng 11 phát biểu trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ Tình trạng dịch ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuy số nhiễm vẫn còn ít nhưng căng như dây đàn vì vaccine chưa phủ hết, hệ thống y tế còn yếu. Vì thế, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vaccine, thực hiện 5K, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục giám sát y tế thật nghiêm ngặt, phải chủ động toàn bộ nguồn cung về công nghệ, sinh phẩm, xét nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng thuốc điều trị, nâng cao năng lực y tế. Trong ngày 10 tháng 11, diễn biến dịch ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long rất phức tạp, cụ thể. Cần Thơ ghi nhận 579 ca nhiễm SARS-CoV mới, trong đó 111 ca trong khu cách ly số cách ly tại nhà 173 ca và 169 ca cộng đồng. Số ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8 tháng 7 đến nay là 10.989 ca, đã điều trị khỏi 6.965 ca. An Giang ghi nhận 597 F0, tăng 147 ca so với ngày hôm qua. Trong đó, ca cộng đồng rất cao, 263 và 5 nhân viên y tế. Tổng số trường hợp mắc Covid-19 từ ngày 15 tháng 4 đến nay là 15.681 trường hợp, có 19 trường hợp tái dương tính. Đồng Tháp phát hiện 274 ca mắc mới, giảm 105 so với hôm qua, gồm 20 ca về từ vùng dịch, 74 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 2 ca trong cơ sở điều trị, 150 ca trong khu phong tỏa và 28 ca trong cộng đồng. Sóc Trăng ghi nhận 299 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó có 170 trường hợp là F1 chuyển thành F0, 81 trường hợp cộng đồng, 29 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa và 19 trường hợp về từ vùng dịch. Bạc Liêu có 234 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 130 ca cộng đồng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, Trung bình số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong 7 ngày qua trên cả nước là 7.596 ca một ngày. Các địa phương đã kích hoạt hàng loạt bệnh viện giã chiến, sẵn sàng ứng phó với dịch. Ngày 10 tháng 11, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 23 ca mắc COVID-19. Theo đó, thành lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 số 1, bệnh viện giã chiến điều trị COVID-19 số 1 với quy mô 2.500 giường ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 11, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm hơn 140 ca mắc COVID-19, trong đó 58 ca tại cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị gấp rút xây dựng thêm các cơ sở cách ly điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Theo đó, tỉnh đã chọn cơ sở của Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam tại khu công nghiệp tứ hạ và Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Bảo Thành tại phường tứ hạ, thị xã Hương Trà để triển khai xây dựng khu thu dung và điều trị f0 không triệu chứng với quy mô 800 giường. Do dịch bệnh tăng cao, nhiều tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long quyết định nâng mức độ kiểm soát dịch, đồng thời lập thêm bệnh viện gia chiến mới. Chỉ tính trong 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã phát hiện gần 1.000 F0 mới, trong đó có hơn 100 ca ngoài cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là còn nhiều ca mắc trong cộng đồng, tỉnh Hậu Giang và Bạc Liêu đã quyết định thành lập thêm bệnh viện giả chiến, bổ sung thêm giường điều trị. Như vậy, toàn tỉnh Hậu Giang hiện có 5 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, với tổng khả năng tiếp nhận hơn 1.300 bệnh nhân tại Bạc Liêu các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đến nay có thể đáp ứng điều trị hơn 4.000 ca bệnh cùng lúc. Đồng thời, Bạc Liêu đang khảo sát và có kế hoạch lập thêm khoảng 5.000 dường bệnh trong thời gian tới. Thưa quý vị, dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Tây bất ngờ bùng phát mạnh. Tốc độ lây lan nhanh đang đặt ra nhiều thách thức to lớn trong kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh, cũng như là thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, từng bước khống chế dịch bệnh lên kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế xã hội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 cho điều kiện bình thường mới là chủ trương được các địa phương chủ động triển khai. Thời gian qua, các tỉnh thành phố miền Tây bất ngờ trở thành điểm nóng về tình hình dịch COVID-19 khi tỷ lệ người mắc COVID-19 trở về địa phương cao. Cùng với đó là số ca mắc trong cộng đồng tăng đột biến đã khiến nhiều địa phương đổi màu từ vùng xanh thành vùng cam, vùng đỏ. Thông tin về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây diễn biến phức tạp. Từ đầu tháng 10 năm 2021 đến nay, tỉnh có khoảng 27.300 người dân từ các địa phương về quê. Qua công tác tầm soát lực lượng chức năng phát hiện gần 760 trường hợp dương tính, chiếm hơn 2,78%. Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh có nhiều xí nghiệp sản xuất thủy sản với nhiều công nhân riêng tại thị xã Giá Rai, địa phương được xem là trung tâm công nghiệp chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu của tỉnh bạc liêu. Tại đây có hơn 20 doanh nghiệp hoạt động chiếm 80% sản lượng chế biến thủy sản của tỉnh. Vì vậy, ngay sau khi xuất hiện chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi ở phường 1, thị xã Giá Rai, lãnh đạo tỉnh bạc liêu đã chỉ đạo khẩn trương khoanh vùng, truy vết, điều trị. Theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, những ngày gần đây số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh này liên tục tăng cao. Trong tuần qua, Bình Quân mỗi ngày có hơn 400 ca mắc Covid-19, đến nay đã ghi nhận hơn 14.600 ca. Đặc biệt từ ngày 1 tháng 10 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận trên 67.000 người tự phát về quê từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh qua xét nghiệm đã phát hiện trên 1.300 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, toàn tỉnh An Giang đã nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3, cấp nguy cơ cao. Chỉ trong hai ngày đầu tiên của tháng 11, dịch COVID-19 đã lây lan nhanh, nhiều ổ dịch mới đồng loạt xuất hiện trong cộng đồng đã khiến tỉnh Cà Mau từ vùng xanh trở thành vùng vàng. Qua đó, 101 xã, phường, thị trấn của địa phương này đều ở cấp độ dịch từ vàng đến đỏ tương đương từ cấp 2 đến 4. Trước diễn tiến tình hình dịch bệnh tại địa phương, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau, Nguyễn Tiến Hải nhận định tình hình dịch COVID-19 tại địa phương đang diễn biến phức tạp khi ổ dịch mới xuất hiện trong cộng đồng rất nhiều. Nhiều ổ dịch có tốc độ lây lan nhanh, số người nhiễm cao khiến công tác khoanh vùng truy vết nhằm phát hiện sớm F0, F1 rất phức vả. Qua theo dõi, nguyên nhân chính là số người trở về địa phương lớn, Hiện mỗi ngày có trung bình khoảng 70 đến 200 người trở về địa phương, lũy kế đến nay đã khoảng 35.000 người. Trong khi đó, các quy định mới của trung ương so với trước đây đều được nới lỏng hơn nhằm mở ra hoạt động sản xuất kinh doanh, tự do đi lại hơn. Trong khi đó, tần suất tỷ lệ xét nghiệm lại rất mỏng thưa. Thực tế đã qua, nhiều ổ dịch ở thành phố Cà Mau chủ yếu xuất phát từ những khu dân cư trong ngõ hẻm, chợ vân vân, nơi có mật độ dân cư đông, đường xá hẹp nơi sinh sống của nhiều công nhân, người lao động. Do đó, việc lây lan dịch bệnh vào các nhà máy, xưởng sản xuất là không thể tránh khỏi. Nhưng còn mối lo khác nữa là dịch lây lan vào các trường học. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày một phức tạp, Giải pháp được nhiều địa phương đưa ra là nhanh chóng khoanh vùng những nơi có nguy cơ cao, đặc biệt những vùng có f không phải điều tra truy vết cách ly nhanh nhất có thể, trong đó phương châm phong tỏa phải đảm bảo bao vây được ổ dịch. Thưa quý vị, những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 cho cộng đồng tại Đà Nẵng liên tục tăng. Một số xã phường đã chạm cấp độ 3. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ngày 10 tháng 11, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu các địa phương sẵn sàng chuẩn bị phương án và chuyển cấp độ dịch tại hai phường ở quận Sơn Trà để có giải pháp ứng phó phù hợp. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, trong ngày 8 tháng 11, thành phố ghi nhận 21 ca nhiễm COVID-19, nhưng tính chất rất phức tạp. Trong số này, nhiều trường hợp đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, chưa đủ cơ sở để xem nhẹ các biện pháp mạnh trong chống dịch thời gian vừa qua. Theo đó, ông yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đã phát huy hiệu quả trước đó. Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại quận Sơn Trà, ông Lê Trung Chinh yêu cầu riêng quận Sơn Trà đang gặp khó khăn trong công tác cách ly, do đó đề nghị quận Ngũ Hành Sơn và quận Cẩm Lệ hỗ trợ. Sơn Trà căn cứ tình hình diễn biến dịch trong ngày 9 tháng 11 để tham mưu đề xuất để chuyển cấp độ dịch nếu cần. Hiện quận Sơn Trà và các địa phương khác ở cấp độ 2, nhưng quận Sơn Trà đang ngấp nghé cấp độ 3 nguy cơ cao, đề nghị lãnh đạo quận Sơn Trà chủ động chuyển cấp độ dịch. Ông Trinh nói. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Vào chiều mùng 10 tháng 11, Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đàm Ngọc Dung. Những nội dung liên quan đến hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và làn sóng người dân tràn về quê tránh dịch khiến nhiều tỉnh thành thiếu người lao động được các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm. Tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu quốc hội cho rằng việc thực hiện triển khai các gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 còn chậm, thủ tục gây khó khăn, Bên cạnh đó còn có gói hỗ trợ tiêu chuẩn quá cao, chưa sát với thực tiễn, chưa phù hợp với điều kiện và nhu cầu của doanh nghiệp, nhiều địa phương thực hiện quá máy móc, vân vân. Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, qua đánh giá các chính sách hỗ trợ của nhà nước, hầu hết đều đi vào cuộc sống. Hiện đã giải ngân khoảng 60 tỷ đồng, hỗ trợ được 40 triệu lượt người và 500.000 đơn vị sử dụng lao động. Việc hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận do giãn cách xã hội và số lượng người cần hỗ trợ quá lớn cùng thời điểm và có tính chất cấp bách nên không thực hiện còn có điều này, điều kia. Từ đó dẫn đến việc một số người dân chậm được nhận, một số chưa được nhận, thậm chí có phát nhầm, nhận nhầm. Ông nói và cho biết trong đợt dịch thứ tư, Thủ tướng đã giao bộ khẩn trương xây dựng các chính sách hỗ trợ. Đây là các chính sách chưa từng có tiền lệ và Bộ đã làm ngày làm đêm để kịp thời hỗ trợ cho người dân. Theo đó, các gói hỗ trợ đã được ban hành nhanh và thông thoáng nhất có thể. Đối với nghị quyết 116 thì người lao động không phải kê khai bất kỳ nội dung gì. Bảo hiểm xã hội sẽ tự động chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản. Chỉ trong 5 ngày, hơn 363.000 doanh nghiệp đã được hỗ trợ Bộ trưởng Dung dẫn chứng. Cũng liên quan đến việc hỗ trợ người dân, đại biểu Lê Hoàng Hải, đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai chất vấn. Báo cáo tổng kết dư quỹ bảo hiểm xã hội còn gần 1 triệu tỷ đồng. Các quỹ ngắn hạn cũng còn nhiều. Bộ trưởng suy nghĩ gì về việc này? Sao không chia nhiều hơn cho người dân? Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, vừa qua nhà nước đã sử dụng một số kết dư, giảm một số quỹ bảo hiểm ngắn hạn để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động với tổng số tiền khoảng 50.000 tỷ đồng. Hiện Quỹ Bảo hiểm xã hội còn sắp xỉ 1 triệu tỷ đồng, nhưng gần 900.000 tỷ đồng trong số này là của Quỹ Hưu Trí, Tử Tuất. Đây là quỹ dài hạn, là lương, là cuộc sống của hàng triệu người. Về nguyên tắc thì không sử dụng quỹ này cho việc khác được, ông nhấn mạnh. Thưa quý vị, thời điểm này các năm trước, doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đã dầm rộ sản xuất hàng hóa Tết. Năm nay phần vị vừa tái sản xuất sau dịch, phần vì sức mua yếu và chi phí sản xuất tăng cao, nên đa số doanh nghiệp sản xuất dè chừng ngại bung hàng đón Tết. Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ xuất sản Vết xăng, chuyên mặt hàng thịt heo tươi sống và sản phẩm chế biến từ thịt, chiếm phần lớn thị phần ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công ty này đang tăng tốc sản xuất để vừa chuẩn bị cho Tết, vừa bù vào nguồn hàng dự phòng đã cạn kiệt sau thời gian dịch kéo dài. Vết xăng đầu tư hơn 754 tỷ đồng để chuẩn bị 2.800 tấn thịt heo, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước và 4.200 tấn thịt chế biến tăng 6%. Tuy nhiên, theo nhận định của công ty, thì dịp Tết nhâm dần sắp tới, sức mua của thị trường sẽ giảm từ 10 đến 20% so với các năm trước. Ông Phan Văn Dũng, phó tổng giám đốc Vietsun cho biết, sau dịch, một số loại nguyên liệu chi phí sản xuất tăng từ 20 đến 30%. Ngoài ra, việc đáp ứng đầy đủ bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch sau sản xuất kinh doanh cũng khiến chi phí tăng mạnh. Tuy nhiên, dịp Tết này doanh nghiệp vẫn cam kết bán giá bình ổn thị trường để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng. Theo ông Dũng, sức mua đang giảm nhưng phía xăng dự trữ nguyên liệu tăng. Lý do nguồn nguyên liệu dự trữ tăng là nếu Tết có biến động thực phẩm thiết yếu như thiếu thịt thì phía xăng dùng nguồn này để ứng phó với thị trường. Trong trường hợp thị trường sức mua giảm tiếp thì phía xăng dự trữ để đưa vào chế biến thực phẩm cho quý 1 năm sau. Chi phí sản xuất tăng, giá nguyên liệu tăng, nhưng một số doanh nghiệp vẫn cố gắng ổn định giá bán. Công ty Sông Hương Foods chuyên sản xuất các thực phẩm dùng Tết như dưa món, dưa kiệu, cà pháo, vân vân cũng cam kết giữ giá. Ông Nguyễn Lê Quốc Tuấn, tổng giám đốc công ty Sông Hương Foods cho biết. Công ty không tăng giá sản phẩm trong dịp Tết vì trong đợt dịch vừa rồi sản phẩm của công ty tiêu thụ tăng nhiều. Doanh thu tăng nên giờ lấy từ đó bù vào chi phí sản xuất tăng sau dịch. Do phần cộng hưởng trong dịch bệnh, công ty tiêu thụ hàng tăng gấp đôi gấp ba sản lượng nên tổng doanh thu tăng cao. Công ty cũng tin là người tiêu dùng sẽ quay lại dùng sản phẩm của mình nên dịp này vẫn giữ sản lượng, sản xuất và không tăng giá sản phẩm. Tết này người tiêu dùng mua củ kiệu, cà, dưa món vẫn như Tết năm ngoái. Các đối tác phân phối bán lẻ của mình cũng không tăng. Ông Nguyễn Lê Quốc Tuấn nói tết là mùa làm ăn lớn nhất trong năm của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm tuy nhiên năm nay sau dịch bệnh các chi phí sản xuất tăng sức mua yếu thị trường khó dự báo khiến doanh nghiệp khó khăn trong tính toán lượng hàng giá bán lẻ doanh nghiệp tăng giá hàng hóa theo đúng mức tăng chi phí và nguyên liệu thì rất khó tiêu thụ nhưng nếu giữ giá bán cũ thì doanh nghiệp không có lợi nhuận điều đó đang làm cho doanh nghiệp rất dè dặt trong việc tăng sản lượng hàng hóa không dám bung ra sản xuất trong dịp tết như các năm trước Kính thưa quý vị khán giả, thời gian này nhiều tỉnh thành đang cố gắng để quay lại ổn định với trạng thái mới, phục hồi kinh tế sản xuất. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp với những diễn biến khó lường khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng đang ngày càng tăng cao. Chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng thì mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh, thực hiện đúng đủ những khuyến cáo của Bộ Y tế và đừng quên cập nhật tin tức về tình hình dịch bệnh trên kênh YouTube của chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại.